của ông sư phụ, ổng nấu cái chục cô Hyundai nha anh em, ghê lắm. Bơm số 100 các bạn, máy này 105 đó, thì cái chục cô Hyundai máy này hơi dữ lắm nha anh em. Thì mình cũng không biết ấy ha, đợi lúc mình đi lên nha, mình quay các bạn coi ra cũng chạy cũng kẹt nha anh em ơi, cũng kẹt đi cắt cổ cát đang có bụi nha. Chiếc máy này quay các bạn chạy coi chạy hay tại cái này mình cũng hơi lạ nè, tại vì cái động cơ ra mà đấu cái chục bô Hyundai vô chạy nghe những cái mát dạ lắm em ơi. Rồi kẹt bến cũng không cao không các bạn,
móc các bạn. Đầu này xài cầm móc nhiều. Rồi. Bye.